Thì anh em, không biết anh em đã thi đại học xong chưa nhỉ? Những anh em 2K2 ấy. Và nếu mà anh em thi rồi mà lại còn thi sân khấu điện ảnh hay là những cái trường thiết kế thì không thể bỏ qua video này. Tại vì ở video này thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một con màn hình flagship đến từ LG, nói chung là 4K chuẩn màu không phải bàn rồi. Và con màn hình đấy thì có tên là LG 32UL950W. Vì đến video thôi nào. Chúng ta sẽ tạm gác qua phần ngoại hình cũng như là cái trải nghiệm sử dụng. Tại vì là trước đây Linami đã có một cái video về một con màn hình có thiết kế khá tương đồng với con này. Tuy nhiên thì nó ở một phân khúc tầm thấp hơn. Và bây giờ thì chúng ta hãy đến với cái phần mà màu sắc cũng như là những cái cấu hình mà LG đã trang bị lên con màn hình này. Chúng ta sẽ có ở đây một con màn hình với độ phân giải là 4K, tỷ lệ 16:9, tần số quét là 60Hz, trên tấm nền Nano IPS, 100% sRGB, 87% Adobe RGB, PCIe P3 đạt 97% và chỉ lệch 1% so với thông báo từ nhà sản xuất. Display Gamma 2.2, cùng với đó là độ sáng thực tế đạt 483 nit, lệch sáng nhiều nhất chủ yếu phần góc trái của màn hình. Độ lệch màu của 32UL950W là rất thấp, Delta E 1.1. Chủ yếu như những lần test trước trên các con màn hình của LG thì phần lệch màu nhiều nhất vẫn là ở màu xanh dương. Còn lại với những thông số này anh em đã hiểu được độ khủng cũng như chất lượng hình ảnh mà 32UL950W đem lại rồi, đúng không nào? Với những anh em còn đang phân vân không biết chọn cho mình một con màn hình nào để phục vụ cho mục đích công việc chứ không phải là game, thì có lẽ là LG 32UL950W là một cái sự lựa chọn nó khá là ok. Rất là ok, tại vì là nó 4K và có độ chuẩn màu vô cùng cao. Thì trên thực tế với những em làm thiết kế đồ họa hay là dựng phim thì sẽ thường thích cái tỷ lệ là 21:9 hơn. Tuy nhiên thì với những anh em mà có cái sở thích là dùng hai màn hình ấy, dual monitor, thì cái tỷ lệ 16:9 nó sẽ hợp lý hơn rất là nhiều. Và với một cái kích thước như thế này, khi mà anh em set hai màn hình ấy, thì cái trải nghiệm xem cũng như cái vùng xem của anh em nó đạt có thể nói là mức tối đa hơn và tối hơn so với là 21:9. Mang cho mình thiết kế quen thuộc của những con màn hình phân khúc cao cấp đến từ LG thì 32UL950W vẫn có một cái chân đế Arclight tạng bán nguyệt ở phía dưới, chắc chắn nhưng vẫn mang đến sự tinh tế khi anh em ở bàn làm việc. Chân đế tiện dụng và khả năng điều chỉnh lên xuống trái phải cho anh em phù hợp với góc nhìn của mình. Phần viền của màn hình thì siêu mỏng, phía bên dưới vẫn là một cái joystick quen thuộc giúp anh em điều chỉnh được những cái setting của màn hình. Ở mặt sau thì số lượng cổng cắm kết nối đã được nâng cấp thêm, hai cổng cắm USB, hai cổng Type-C có khả năng kết nối màn hình và truyền dữ liệu cũng như là sạc các thiết bị di động của anh em lên tới 60W, một cổng DisplayPort, một cổng HDMI, một cổng nguồn và một cổng cắm tai nghe 3.5. Thay vì phải dài dây cắm vào PC thì màn hình LG đã gom lại và tích hợp tất cả các cái cổng cắm trên màn hình. Và mình thích nhất là phần cổng cắm Type-C, phải nói là nó vô cùng tiện và nhất là để sạc các thiết bị di động. Ở trên những con màn hình khác, khi mà chúng ta không có cái cổng Type-C lên tới 60W để cấp nguồn cho các cái thiết bị di động thì mình sẽ thường phải có một cái ổ điện đặt trên bàn làm việc. Và với cái màn hình này thì chúng ta không cần phải có một cái ổ điện như thế nữa và cái bàn làm việc nó sẽ gọn hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì con màn hình này còn tương thích với Mac OS và với hai cổng cắm Type-C ở phía mặt lưng. Nếu anh em đang có sẵn cho mình một con Mac Pro thì đây chính là màn hình hiển thị xứng đáng với con Mac Pro mà anh em đang sở hữu. Hạn chế tối đa ra ngoài và chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết. Nếu đặc biệt phải đi ra ngoài, hãy nhớ đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tầm 2m. Hãy luôn nhớ rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn hoặc là xà phòng. Thường xuyên vệ sinh nhà cửa, lau dọn các bề mặt hay tiếp xúc. Thực hiện khai báo y tế đầy đủ tại tờ khai y tế.vn. Hoặc có thể tải ứng dụng nCoV trên Google Play hoặc App Store. Nếu mà chỉ xếp con màn hình này vào việc làm hình ảnh cũng như là làm đồ họa thì có thể nói là chưa đủ về cái sức mạnh thực sự của nó. Về cái việc chơi game thì chúng ta sẽ có một con màn hình cũng tương đối ổn. Và với cái độ phân giải màn hình lên tới 4K và tần số quét thì hơi khiêm tốn một chút với 60Hz thì anh em vẫn có thể chơi và tận hưởng được những cái game của mình với một cái màu sắc cũng như là độ chi tiết và nét căng như là Mario Ozawa vậy, đương nhiên lúc mới vào nghề. Tuy nhiên thì có một vấn đề là nếu anh em muốn chơi game 4K trên con màn hình này thì em cũng phải có cho mình một con cạc màn hình từ 2080 Super trở lên. Và để mà nói là đi kèm với nó thì là chỉ những cái chi phí nó không hề rẻ một chút nào. Cho nên là cái việc chơi game nó chưa thực sự được tối ưu cho con màn hình này.
và một điều không thể không nhắc đến dành cho các sản phẩm của màn hình LG, đó là phần mềm on-screen control, dễ dàng sử dụng và điều chỉnh cửa sổ làm việc theo ý thích. Có đa dạng mẫu cửa sổ để anh em phân bổ màn hình và làm việc sao cho thuận tiện nhất, điều khiển được nhiều màn hình một lúc thông qua phần mềm và thay đổi màu sắc từng ứng dụng được cài đặt sẵn phù hợp với chức năng và nhiệm vụ khi sử dụng. Và với on-screen control, anh em cũng có thể tinh chỉnh màn hình mà không cần sử dụng tới joystick. Điều mà LG đã làm rất tốt trên những con màn hình phân khúc tầm trung cũng như giá rẻ của họ thì anh em cũng đã có thể thấy trên những video trước đây rồi. Và đương nhiên là họ cũng sẽ có những con màn hình cao cấp như là con 32UL950W mà mình đang có ở đây. Thì với tất cả những thông số cũng như là độ chuẩn màu mà mình vừa nêu ở bên trên thì chắc là anh em cũng đã có cái kết luận của mình khi mà lựa chọn màn hình rồi. Và đương nhiên là với những anh em không quan tâm đến giá thành và chỉ quan tâm đến cấu hình cũng như là chất lượng thực sự khi mình sử dụng những con màn hình thì đây sẽ là một con màn hình mà anh em không nên bỏ qua trong cái list lựa chọn của mình. Nhắc tới đây thì hiện tại giá bán của 32UL950W sẽ là 28.499.000 đồng. Và anh em có thể ghé qua những cái showroom Hà Nội Computer gần mình nhất để có thể trải nghiệm cũng như đưa ra cảm nhận chính xác nhất về con màn hình này. Và anh em thấy sao? Với mức giá như vậy và trên con màn hình này thì anh em có thấy nó hợp lý không? Và với những cái thông số về cấu hình cũng như là độ chuẩn màu như vậy thì có phù hợp cho anh em làm việc hay không? Hãy để lại bình luận phía dưới để cho chúng mình biết. Cũng như đừng quên bấm like để ủng hộ cho chúng mình. Ngoài ra thì đừng quên bấm subscribe và hình cái chuông nhỏ nhỏ để có thể theo dõi những video mới nhất. Và bây giờ thì mình là Vinh Tokuda. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.